đo huyết răng đúng không? Con hãy làm cho cô như sau. Đầu tiên con lấy 3 lá trầu không, về giã dọc ra, giã càng nhuyễn càng tốt. Rồi đổ 100ml rượu trắng vào, cho thêm vài hạt muối nữa, khuấy đều lên. Sau khi khuấy đều xong thì chắt lấy phần nước đó, dùng nước đó để súc miệng. Làm 2 đến 3 lần, mỗi lần thì ngậm súc miệng trong vòng 15 phút nhé. Thì cơn đau răng sẽ khỏi rất là nhanh. Ôi, rượu với lại trầu không thì cay lắm ạ. Cô có cách nào đỡ cay hơn không? Cháu không ngậm được rượu đâu cô ơi. Rồi, đã có cách khác cho con. Con lấy cho cô một tép tỏi, đập dập ra, sau đó cho thêm vài hạt muối vào, nhít vào cái chỗ răng đang bị đau nhé. Cách đấy cũng rất là hiệu quả. Mùi tỏi ngon lắm, cháu không chịu được mùi tỏi quá. Cô có cái mẹo nào khác nữa không ạ? Rồi, thế thì lại lấy cho cô một cục đá, sau đó chườm vào phía bên ngoài cái chỗ bị sưng răng đau răng nhé. Ôi, chườm đá, chườm đá nhưng mà cháu lại rất là sợ lạnh, cháu không chườm được đá đâu. Cô còn mẹo nào khác nữa không? Gặp trẻ con đúng là khó giải quyết quá. Vậy thì cô sẽ tung ra tuyệt chiêu cuối cùng. Cách này cô áp dụng cho cả con cô mới 2 tuổi dùng được. Vì vậy đâm cô chắc chắn con sẽ dùng được. Đây là lọ tinh dầu răng miệng. Con mang về nhỏ cho cô một giọt vào 20ml nước, sau đó ngậm cho cô. Lúc đau đảm bảo rằng là nó sẽ khỏi đau rất là nhanh. Và súc miệng đánh răng với tinh dầu này hàng ngày còn giúp diệt hoàn toàn những cái con sâu răng của con và giúp con thơm tho miệng nhé. Ok nha, mẹ dân gian cùng Việt Hà Bắc Sơn.